Xin chào các bạn đã quay trở lại với Tinh Mắt. Những bạn đang xem video này, các bạn hãy nhớ like, share, subscribe kênh YouTube của Tinh Mắt nhé. Đã một năm trôi qua kể từ khi chiếc điện thoại dẻo thương mại hóa đầu tiên chính thức được trình làng, thì dù Trung Quốc là nơi đầu tiên có thể thương mại hóa được điện thoại màn hình dẻo, nhưng mà cái tên Samsung mới chính là ngôi sao sáng nhất trong mảng thị trường này cho đến tận bây giờ, khi mà hầu hết tất cả những đối thủ của chiếc Galaxy Fold đều đang ở thế đó chính là há miệng hay là mắt quay, tức là giới thiệu sớm rồi phổ cập thì vẫn còn là một dấu chấm hỏi. Tuy nhiên thì không phải vì thế mà có thể coi Samsung là một kẻ dẫn dắt thị trường điện thoại dẻo một cách triệt để, bởi vì xét cho cùng thì rào cản về giá bán vẫn khiến cho chiếc điện thoại Galaxy Fold này không được lòng nhiều người dùng cho lắm, mặc cho việc là nó thường xuyên bán cháy hàng sau nhiều đợt mở bán nhỏ giọt của Samsung. Do đó, một trọng trách phổ cập điện thoại dẻo bằng mức giá hợp lý với nhiều người dùng một lần nữa đặt lên vai của các công ty đến từ Trung Quốc. Tại sự kiện CES 2020 đã diễn ra thì có thể thấy sự đổ bộ rộng khắp không cần phải bàn cãi của những thiết bị màn hình dẻo có thể gặp. Nhưng mà khi xét ở mạng điện thoại thì một chiếc điện thoại dẻo đang gây ra nhiều sự chú ý hơn cả, dù rằng hãng sản xuất này chẳng cần phải nói gì nhiều về nó. Đó là một chiếc điện thoại đến từ TCL, một ODM cũng thuộc hàng là có số má tại Trung Quốc. Họ đã tạo ra những chiếc điện thoại BlackBerry đắt tiền hay là những chiếc điện thoại Palm tai tiếng. Nhưng mà bây giờ họ đã bước thêm một bước nữa của năm 2020 với vị thế như là một thương hiệu độc lập, và cái cách mà họ lặng lẽ làm thì thực sự phải phả hơi nóng tới thị trường điện thoại dẻo hiện nay. Cụ thể thì TCL trong lần đầu tiên chào sân thị trường di động, bên cạnh những chiếc điện thoại có cấu hình cao giá rẻ, đã còn đem đến một bất ngờ thực sự lớn khi mà lần đầu tiên giới thiệu một chiếc điện thoại màn hình dẻo gập được kỳ vọng là có mức giá rẻ giật mình. Những chiếc TCL 10 series được đem đến CES có phần cứng 5G cao cấp nhưng mà có mức giá chưa đến $500, tức là rẻ hơn một nửa so với các nhà sản xuất Android cao cấp nhất hiện tại. Và việc gợi ý thêm một chiếc điện thoại dẻo đi kèm cũng có nghĩa rằng là TCL hoàn toàn có khả năng công bố mức giá của chiếc máy này chính thức còn có thể rẻ hơn rất nhiều so với chiếc điện thoại dẻo hiện nay, thậm chí là gấp đôi. Mức giá của chiếc điện thoại màn hình gập TCL không được tiết lộ, nhưng mà nhiều dự đoán cho rằng sản phẩm sẽ có mức giá khoảng chỉ loanh quanh đâu đó là 600 đến 700 đô. Một vài ví dụ nhỏ khi mà so sánh về mặt bằng chung của thị trường smartphone màn hình gập hiện nay, đó chính là đầu tiên thì chúng ta có chiếc điện thoại Razer Blackbone với một mức giá là $1,300, tiếp đến là Galaxy Fold của Samsung với mức giá gần $2,000, rồi đến Huawei Mate X với một mức giá lên tới là $2,600, và mới nhất đó chính là chiếc Motorola Razr có mức giá là $1,500. Nếu có một điều gì đó ngoại lệ thì có lẽ là chiếc điện thoại mang tên Escobar Fold 1 của anh trai ông trùm ma túy nổi tiếng nhất lịch sử với mức giá là $450. Tuy nhiên thì chiếc máy này có vẻ chỉ là một trò quảng cáo rẻ tiền hơn là một sản phẩm thực sự hướng đến người tiêu dùng. Và dĩ nhiên thì có những thứ sẽ phải đánh đổi để được một mức giá rẻ đến như vậy. Phần cứng của chiếc điện thoại TCL sẽ là thứ đầu tiên bị cắt giảm. Nó sẽ chỉ được trang bị con chip xử lý tầm trung Snapdragon 660 khá là lỗi thời. Đi kèm với đó là yếu tố về thiết kế kém cao cấp hơn hẳn so với những chiếc điện thoại dẻo cao cấp khác, như là phần bản lề khá là thô, kém chau chuốt, hay là việc không được trang bị màn hình phụ bên ngoài sẽ buộc người dùng phải mở máy lên để xem thông báo, khá là bất tiện trong các điều kiện là chỉ được sử dụng bằng một tay. Và thiết bị thì cũng chẳng hề có camera trước hay vẫn chỉ chạy Android 9 Pie thay vì là Android 10 mới nhất, nhưng mà bù lại thì có vẻ như nó được chăm chút nhất định về camera chính với hệ thống 4 camera với cảm biến chính có độ phân giải là 48 MP, hoàn toàn không tệ so với một thiết bị tầm trung. Ít nhất thì cũng ăn đứt camera đơn 16 MP khá là lòi lõm trên chiếc Motorola Razr có mức giá $1,500. Nói tóm lại thì nếu như được hiện thực hóa thực sự, chiếc điện thoại dẻo của TCL chắc chắn vẫn là mẫu điện thoại màn hình gập thương mại hóa rẻ nhất hiện nay, và rõ ràng thì rất hợp ví của nhiều người dùng muốn trải nghiệm công nghệ của tương lai với mức giá rẻ hơn nhiều so với những sản phẩm của Samsung hay là Huawei. Bên cạnh đó thì một chiếc điện thoại dẻo giá rẻ được ra mắt cũng sẽ buộc toàn bộ thị trường phải xảy ra việc, đó chính là cạnh tranh. Và đó là điều mà mọi người tiêu dùng đều muốn khi mà chiếc Galaxy Fold hiện tại có mức giá ngất ngưỡng lên tới là gần $2,000 lận. Và vừa rồi là những chia sẻ của Tinh Mắt. Còn các bạn khán giả của Tinh Mắt, các bạn cảm nhận như thế nào thì các bạn hãy cùng để lại bình luận bên dưới video này nhé. Và hiện tại thì ở Di Động Việt đang có rất nhiều những sản phẩm công nghệ với mức giá ưu đãi. Những bạn nào quan tâm thì các bạn có thể tham khảo tại đường link mình để dưới phần mô tả. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại.